Dự kiến có hơn 10.000 du khách đăng ký ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tham quan du lịch dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Đây là lần đầu tiên huyện đảo Lý Sơn đón lượng lớn du khách trở lại kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái. Hiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, huyện đảo Lý Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống trong dịp này. Mỗi ngày, tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ Lý Sơn sẽ vận chuyển hơn 2.000 hành khách từ đất liền ra đảo. Tuyến cano du lịch vòng quanh đảo cũng được tăng cường để vận chuyển. Lực lượng biên phòng triển khai các biện pháp kiểm soát y tế đối với du khách ngoài tỉnh để bảo đảm an toàn. Đồn biên phòng Lý Sơn đã triển khai tăng cường lực lượng để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cảng và đảm bảo về an toàn cho cái tuyến Sa Kỳ Lý Sơn cũng như là tuyến Đảo Lớn Đảo Bé. Bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn duy trì thường xuyên và đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ yêu cầu khách du lịch khi đặt chân đến đảo Lý Sơn thì phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Để du khách tham quan du lịch trong dịp lễ diễn ra an toàn, lành mạnh, huyện Lý Sơn đã kiểm tra yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện khai báo y tế đối với du khách. Trước lượng khách ra đảo tăng đột biến, Lý Sơn cũng triển khai công tác bảo đảm công tác an ninh trật tự, kiên quyết mạnh tay với các hành vi làm du lịch không lành mạnh. Đảm bảo phục vụ khách đi lại an toàn, chỉ đạo cho phòng văn hóa thông tin và các ngành chức năng của huyện đảm bảo cái vấn đề trật tự ở bến cảng, tăng cường công tác kiểm tra và đối với các cái cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, nâng cao cái chất lượng và phục vụ cho du khách. Sau thời gian dài ngành du lịch đảo Lý Sơn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, thì dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới sẽ mở đầu cho một năm sôi động khi dịch COVID-19 được kiểm soát ổn định.